Trời ơi, cái gì vậy? Sao lãng mạn quá vậy? À, anh làm bữa tiệc bất ngờ này hôm nay á là để kỷ niệm tình yêu của hai đứa mình. Kỷ niệm thì ở nhà hai đứa kỷ niệm cũng được vợ. Tự dưng bữa nay anh bày vậy cho tốn kém. Quyên nè. Đối với em á, không có gì là tốn kém hết. Cảm ơn anh. Anh, nếu mà vậy á thì bữa nay mình không say không về luôn. Tại vì lâu lâu anh mới đi chơi được mà. Anh cũng muốn vậy lắm, nhưng mà ngày mai anh có cuộc họp với đối tác quan trọng lắm, không bỏ được. Công việc nữa hả? Thôi mà, đừng có giận mà. Để lát nữa anh về nhà có món quà bất ngờ dành tặng cho em đó. Ừ. Hiểu không? Đồ ăn anh để trong tủ lạnh. Nhớ ăn sáng nha. Yêu em. Alo. Anh đang đâu vậy? Qua đón em đi. Xong. Vậy là chỉ còn bữa tiệc chiều nay với đối tác nữa thôi là mình được về với cô ấy rồi. Xin chào mọi người. Hôm nay là buổi tiệc hợp mặt giữa các đối tác. Tôi có một trò chơi là người nam sẽ đeo mặt nạ và đi tìm các bạn nữ. Buổi tiệc này sẽ rất là hằng bí và vui vẻ lắm nha. Vậy còn những người đã có bạn gái rồi thì sao? Có bạn gái rồi thì gỡ mặt nạ ra chứ sao ba. Vậy cũng hỏi nữa, có bạn gái đi chung là sướng nhất rồi. Ai chưa có bạn gái thì chúng ta lo tìm cặp tìm đôi nha. Thôi, buổi tiệc bắt đầu nào mọi người. Vậy là tính ra anh là hoa đã có chủ rồi đó. Em là cô chủ xinh đẹp của anh. Thôi đi, khéo nịnh quá. Không dám đâu, nói thiệt đó. Hôm nay mặc cái váy này đẹp lắm. Thiệt không? Thiệt. Anh có thể mời em một ly được không? Em có bạn trai rồi nên là hôm nay chỉ uống với ảnh thôi. Anh bạn thông cảm nha, anh bạn tới chồng rồi. Đây là bạn gái chính thức của tôi. Chắc là anh bạn đi kiếm người khác đi. Trâu chồng thì phải uống nước đục mà. Vậy sao? Ừ. Thật ra thì tôi cũng không có ý gì đâu. Xin lỗi vì sự đụng độ của tôi. Nâng ly về tình yêu của hai bạn. Cảm ơn. Cảm ơn bạn. Này cậu, đi đâu vậy? Tôi tính đi về. Sao mới đến lại về rồi? Nhưng mà cậu là... Tôi là Tú đây, đối tác của cậu. Lần trước chúng ta hợp tác làm ăn thắng đậm, cậu quên tôi sao? Xin lỗi cậu, không phải là quên, mà là do chiếc mặt nạ. Chúng tôi xin phép về trước, giờ tôi có chút việc. Ở lại chơi tôi chút chứ. Kỳ với ta.
Mệt quá. Sao vậy? Sao nãy đi chơi với em, nhảy với em mà còn cười, tự nhiên vô đây thở dài là sao? Hả? Đi em không vui à? Đâu có đâu. Sao em nghĩ vậy? Chứ sao thở dài? Anh quen được em, rồi anh được yêu em á, là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời của anh rồi. Thì em biết rồi đó, anh làm ca nhạc sĩ thì chỉ có làm nghệ thuật mới làm anh đau đầu vậy thôi. Sắp tới á, anh tính làm cái MV mà anh xoay hoài không đủ tiền. Bao nhiêu? Thì kỳ này đầu tư lớn á, chắc cũng phải cả 100 triệu. Cái gì? Cả 100 triệu lận hả? Em lo được. Hả? Em nói gì? Trời, em tưởng chuyện gì lớn lao lắm, căng thẳng thở dài. Có 100 triệu à, em lo cho. Em nói thiệt hả? Ừ. Thôi, em đúng là thiên thần hộ mệnh của cuộc đời anh đó. Thôi 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 đi, ông dẻo miệng quá. Tôi chết là tôi chết cái miệng này chứ không đâu quá đó. Đâu có đâu, anh nói thật lòng của mình mà. Em nói anh á, anh là bạn trai của em. Anh muốn 100 thì là 100. Anh cảm ơn em nhiều nha. Ừ, để đó em lo cho. Anh, ăn trái cây nè. Làm gì mà làm tối ngày hoài vậy, không nghỉ được hả? Dạo này á, em thấy anh ăn uống thất thường lắm nha. Hay là một tí em đi chợ, em mua đồ về tẩm bổ cho anh nha. Với lại á, ngày mai nếu mà có đi làm á, thì em dậy sớm, em bỏ cơm phần cho anh. Anh đừng có ăn cơm ngoài đường nữa, không có tốt. Bây giờ em có việc gì, em cứ nói đi. Em cũng hơi ngại á. Em cứ nói đi. Hồi nãy em có điện thoại về cho ba, em hỏi thăm tình hình nhà. Thì em cần một số tiền để sửa sang nhà lại cho ba mẹ á. Thì em cũng đang thiếu một chút. Bao nhiêu? Cỡ 100 triệu. Không đáng là bao nhiêu hết á. 100 triệu ít mà, để anh sắp xếp cho em. Em biết là anh sẽ chiều em mà. Cảm ơn anh nha. Ăn cơm em dọn ha. Thôi anh đi làm. Cái quán cà phê này nằm ngay chỗ ngã tư á, cậu chạy tới nhìn qua bên tay trái sẽ thấy. Thì ra cảm giác bị cấm sân là như thế này. Chào cậu, sao nay ngồi có một mình buồn vậy? Không có gì. À, lần này tôi có dẫn thêm một đối tác cùng đến. Tôi muốn cậu tham gia đầu tư cùng tôi vào mạng giải trí. Mà đây là... Thầm ơi, cậu tự giới thiệu đi. Chào cậu, tôi là Đăng, ca sĩ mới trong ngành giải trí thôi. Rất hân hạnh được quen với cậu. Cậu ngồi đi. Ngồi đi. À, cậu Đăng đây. Sắp ra một cái MV ca nhạc mới và một số tác phẩm về âm nhạc. Muốn huy động nguồn vốn của chúng ta, không biết cậu nghĩ sao? Suy nghĩ cái gì nữa. Kỳ này á, hai anh mà đầu tư âm nhạc của tôi á là chắc chắn thắng luôn, không hề có chuyện thất bại. Chưa gì á, tôi mới up cái bản demo lên thôi mà lượt view với lượt share đã cao ngất ngưỡng rồi. Cho nên kỳ này á, bảo đảm là thắng đậm. Tốt, vậy là tốt rồi. À mà, tôi nói cậu nghe, cậu Đăng đây á, không những giỏi về mặt giải trí mà còn giỏi về tình trường nữa. Chưa gì á, mà cậu ấy đã khiến cho cô bạn gái mới quen đầu tư hẳn cho cô ấy 100 triệu. Hên thôi, hên thôi. Biết sao không? Gặp con nhỏ tôi tính là tôi quen qua đường thôi. Không ngờ á, gặp được ngay con nhỏ, vừa ngon mà vừa ngu. Cậu Đăng, về việc hợp tác tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng mà trước mắt, chiều nay tôi có một bữa tiệc,
Không biết rằng tôi có thể mời cậu Đăng và bạn gái cùng anh Tú đây đến dự được không ạ? Ừ, tất nhiên rồi. Làm sao mà dán được mặt của tôi? Ừ. Vậy được, tôi xin phép đi trước. Ok. Ổn rồi đó. Vô. Hừ. Ừ. Thiên thần nào đây ta? Không biết em hỏi gì. Chứ còn ai nữa. Em ngồi đi. Cảm ơn anh. Tất nhiên là anh biết rồi, anh có một mình em mà. Nè, sao không để anh chở qua mà tự đi chứ cho mệt vậy? Thôi phiền anh lắm, em qua được mà, hơi kẹt xe xíu thôi. Em chào mọi người nha, mình vô một cái ha. Mời mọi người. Dạ rồi. Hôm nay em bận cái đầm này đẹp lắm nha. Em mặc gì mà không đẹp? À, em nè, cái vụ tiền của sắp tới hạn rồi, nếu mà không có tiền để xây á là cái dự án này không có chạy được á, người ta hủy hợp đồng là chết nó luôn. Căng thẳng quá ha, lo lắng là không mà em chuẩn bị được mà. Không thiệt mà, em tính là em gom đủ 100 triệu em chuyển cho anh luôn chứ chuyển anh chi. Thiệt hả? Trời ơi, người yêu của anh là nhất trên đời luôn á. Mọi người nhìn kìa. Có gì đâu mà. Thôi kỹ quá. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi tiệc của tôi hôm nay. Và lời nói đầu tiên, tôi muốn gửi một lời xin lỗi đến người con gái mà tôi yêu. Đó chính là lời xin lỗi vì tôi đã quá luôn chiều cô ấy. Hình như tôi chiều em quá nên em hư thật rồi. Là sao em? Em sao vậy? Không có gì. Quyên à, và đây là món quà anh dành tặng cho em. Như lời đã hứa, đây là tấm séc 100 triệu, nó sẽ là của em. Đây là tình phí. Cảm ơn em đã đến bên anh. Cô Đăng, tôi thấy với nhân cách của cậu thì đừng làm nghệ sĩ nữa. Cái gì? Quyên à, bữa tiệc này là anh dành tặng cho em. Nghe em giải thích nè. Anh đừng khóc, hãy cố gắng sống thật hạnh phúc em nha. Thank you.